Xin kính chào quý vị và các bạn. Không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông nên các tỉnh Đông Bắc Bộ duy trì nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác trong ngày, nhiệt độ cao nhất giảm mạnh, phổ biến trong khoảng là từ 22 cho đến 25 độ, có nơi cao hơn. Còn các tỉnh Tây Bắc Bộ trời có nắng nên nhiệt độ cao hơn, phổ biến từ 29 cho đến 33 độ, có nơi cao hơn. Thủ đô Hà Nội cũng chịu tác động của khối không khí lạnh tăng lệch đông nên ngày và đêm nay xác suất mưa khá cao, lên tới trên 80%. Trời nhiều mây cả ngày và ảnh hưởng của gió đông bắc nên nhiệt độ cao nhất chỉ ở mức từ 25 cho đến 26 độ. Người dân cảm nhận được cái lạnh cuối mùa. Sự xuất hiện của các sóng lạnh tăng từ phía Bắc xuống nên các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân, từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa rải rác, nhiệt độ vì thế giảm nhanh, Thanh Hóa và Nghệ An từ 27 cho đến 30 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế, trời có nắng về chiều, nhiệt độ cao nhất là từ 31 cho đến 34 độ. Còn các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào cho đến Bình Thuận, trời có nắng nhưng cường độ không mạnh, nhiệt độ dao động là từ 32 cho đến 35 độ vào trưa chiều. Với thành phố Đà Nẵng tiếp tục một ngày thời tiết đẹp với xác suất mưa thấp nên nhiệt cao nhất trong ngày là từ 30 cho đến 31 độ. Trời nắng và có gió biển thổi nên không có cảm giác nóng, thuận lợi cho các hoạt động thường nhật của người dân. Nằm sâu trong khối không khí ổn định nên khu vực có thời tiết ít biến động nhất trên cả nước trong trưa chiều nay cũng như là thời gian tới là các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Tại đây ít mưa, nắng nhiều, nắng nóng xảy ra trên diện rộng, trong đó có nơi nắng nóng gay gắt ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Với khối không khí ổn định bao trùm thì thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có xác suất mưa nhỏ dưới 5%, đêm thì có mức nhiệt là vào khoảng từ 27 cho đến 28 độ, còn trong ngày trời nắng nóng với mức nhiệt cao là 36 độ. Người dân đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao khi nắng nóng kéo dài. Và đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 8 tháng 4 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.